tính toán. Và như vậy là không thành công với việc cân bi số 1, một băng ăn vào lỗ 10. Và hãy nhìn cái tay sau của... Và như vậy là Sophie gần như đánh không suy nghĩ. Anh đặt gậy là đánh ngay. Đặt gậy là đánh ngay, không cần ngắm nghía gì. Bi số 5 đi vào giữa lỗ. Và như vậy là tỷ số đã là 1-0 cho tay người tay cơ người Seri. Vâng, cú đề 3 cũng có thể nói là rất nhanh của Sophie. Và như vậy là bi cái đã rơi xuống lỗ. Như vậy là anh đã sử dụng một cú kê đầu bi 1 và bi... Có sự va chạm nằm trong tính toán rất hay của Gukulin. Did suffer a defeat. In his second contest, he was beaten by Francisco Sanchez. Very difficult from distance. Wow, that was pretty sweet stroke. Phá bi hơi nhẹ lực của Gukulin rồi và má bi số 6. So little clip, I don't know if he's going heavy. Vâng, như vậy là đã xảy ra sai sót ở pha đánh bi số 6 vừa rồi. Đặt gậy nhấp nhấp vài cái quánh luôn. Đúng rồi, trồ lại. Tại sao ngày thi đấu hôm qua với Dương Quốc Hoàng của chúng ta thì Gukulin lại không phạm những cái sai sót như con bi số 6 vừa rồi mà ngày hôm nay lại có thể xảy ra với Mohamed Sophie được? Ui xa, rất nhanh quý vị các bạn có thể nhìn thấy tay cơ Sophie vừa thực hiện một cú đánh bi 9. Có lẽ Sophie sẽ lựa chọn phương án cộng bi. À không, Sophie đã lựa chọn phương án rất kinh khủng là dò gà bi số 1 để ăn bi số 4. Đánh giữa lỗ, Gukulin. Có bi giữa lỗ nào, có may mắn nào dành cho tay cờ dâu dài không? Rồi, một pha A bằng đã để lại dấu dài rất nhanh vào. Nhấp nhấp hai ba cái đánh luôn. Nào, giữa lỗ chưa? Rất chính xác. Nào, hơi nhẹ lực chút vẫn chém được. Đẹp nhất rồi. Ủa sao phong cảnh đã rất nhà có việc anh. Bi cái chết rồi, bi cái rơi xuống lỗ. Cơ hội dành cho Gukulin. Nào, mở bá bi số 3 đẹp đi. Gukulin rút ngắn tỷ số. Rồi, một cú cù lê kéo ngang một băng luôn. Đằng như vậy là Gukulin lại thực hiện lỗi ở một con bi số 5. Có lẽ là Sophie đang có cái ma lực gì đó khiến các cái đối thủ của mình bị Asimov chân hôm qua còn bị hạ gục. Ui giời, cú lại rất nhanh và vội. Bi số 7 tí thì trượt. Ui giời, rất nhanh. Không coi đối thủ ra gì hết, đặt đánh luôn, không ngắm. Những pha nhấp gậy tốc độ tên lửa. Đã có bi số 1, bi số 5. 2, 4, 6, 3 bi rơi xuống lỗ. Vâng, như vậy là giữa lỗ rồi. Và bi 9 tách ra, đẹp nhất rồi. Thật
đẹp thôi. Chô hai băng lên nhìn thấy bị, đúng rồi, mạnh nữa lên, rồi. Ball in hand or not, there's, if he happens to get one, and he's had two of them so far, there's going to be a lot of heat. Rất nhanh nhưng vô cùng chính xác. Lại giữa lỗ tiếp. Tiếp tục nâng lên 5-0. Vâng, chúng ta hãy cùng quay trở lại với cú đề ba tiếp theo của Mohamed Sofi. Và có vẻ hình như không có bi nào rơi xuống lỗ. Ây, rồi, tí nữa thôi là bi số 8 lại đứng ở cửa lỗ. Vâng, khi hôm qua anh đã hạ gục Hoàng Sao của chúng ta với tỷ số rất sâu. Vâng, Wu Kulin đã thực hiện một cú cú lay up phê 3 băng. Và điều lắp đít được bi số 9 rồi. Và không còn nghi ngờ gì nữa. Ngày hôm qua thì tay cờ này đã đi đến 5 chấm khi thông khi đối diện với Hoàng Sao của chúng ta. Vâng, như vậy là không có bi mục tiêu nào rơi. It seemed like a huge win and something we may never see in that type of event again. These guys turn up, pay their entry fee, the vast majority. Vâng, như vậy là tay cờ người Seri đã thực hiện một phương án. It's just a lot about desire, you know, being able to repeat what you do. Giải quyết những cái hình bi có thể nói là vô cùng kỹ thuật. That's probably maybe the play. Cần chậm lại một chút ở trong những tình huống bi. Wow, các bạn có thể nhìn thấy anh không hề là nhanh mà không suy nghĩ. À, bằng thành công rồi. Hãy nhìn bi số 6 ra vị trí còn nguyên đường không. Rất cẩn thận. Vâng, bi cái đi 2 băng và chỉ một xíu nữa thôi là có thể chạm vào bi số 6. Vâng, như vậy là Gukulin đã đưa bi cái về một cái vị trí đẹp nhất. Vâng, như vậy tỷ số đã được rút. Vâng, như vậy là quý vị bạn có thể nhìn thấy tiếp tục lại là một cú đề ba. Vâng. Vâng, như vậy là một cú A bằng chạm được bi số mã được mở ra, viên bi số 1 dành cho tay cờ người Seri. Vâng, một cú đánh 3 băng về điều lắp đít bi số 2. Rất thay. Một tempo đánh vô cùng nhanh. Vâng, một cú kết thúc rất mạnh mẽ, uy lực và tỷ số. Hình như là Sofi đang muốn đưa bi cái về sau khu vực bi số 4. Và quý vị các bạn có thể nhìn thấy một cú A bằng rất chính xác của.
Và sau khi đã có thể nhìn thấy là cái quỹ đạo đánh bi của Vâng, như vậy là tỷ số được rút ngắn xuống còn 4-7 dành cho tay cơ người Đài Bắc Trung Hoa. Vâng, như vậy lại là một cú đề ba bắt đầu tốt của Gukulin khi tôi đã thấy có viên bi mục tiêu số 2 rơi xuống lỗ. Vâng, một cú đánh viên bi 1 rất cảm. Vâng, pha chém hai băng. I can settle down easily. I've been in this situation before. Maybe not with. Vâng, như vậy là cú chém đi 9 giữa lỗ của Gukulin. He broke open the 2 and 5 though. So big shot. Vâng, có thể thấy là Sophie lại vừa thực hiện lại một cú à, ngoài có con đường riêng để ăn hay không. Vâng, như vậy là Sophie đã lựa chọn phương án thủ bi. Như vậy là một cú thủ bi bị nhẹ lực của. Vâng, cú chém bi rất tốt của Sophie. Vâng, như vậy là lại một cú kết thúc bi số 9 rất. Vâng, cú lê rất tốt của Sophie để điều bi số 3. Vâng, bạn có thể nhìn thấy phong cách đánh của Sophie là rất nhanh. Những đường điền của điều bi của Sophie là rất chi tiết. Bên cạnh đó là sự chính xác tuyệt đối. Thì đã có hình bi đẹp. Như vậy lại là một cú kết thúc rất uy lực của tay cơ người Seri. Vâng, như vậy là cú đề ba này đã không có may mắn dành với một cái cơ hội có thể nói là trời cho dành cho mình. Như vậy là hình bi chỉ còn 4 bi mục tiêu trên bàn. Vâng. Cú sút tê rất tay của Sophie, tuy nhiên là bi cái đã. Oh, he miscued. And I was just going to comment, you know, a lot of the. Vâng, thật không thể tin nổi với một cái đường cơ vừa rồi của Gukulin. Vâng, quý vị bạn có thể nhìn thấy một đường cơ tạch cơ ở tình huống vừa rồi. Tâm lý đã thể hiện rõ có sự tề, có độ cóng cơ dành cho Gukulin.
Vâng, Sophie đang làm được một cái điều rất khó dành cho Gukulin ở trận thi đấu này rồi. Vâng, như vậy là tỷ số đã là 10-6 dành cho Taiko người Seri. Vâng, chúng ta hãy cùng quay trở lại với cú đề ba của Taiko người Seri. Vâng, như vậy là bi mục tiêu số 5 đã rơi xuống lỗ. Vâng, như vậy là Sophie đã thực hiện thành công bi số 1. À không, như vậy là Sophie đã lựa chọn phương án rất tối ưu và thông minh ở cái tình huống nhạy cảm ván đấu hưu của mình. Rồi, một pha A băng khá tốt của Gukulin. Vâng, như vậy là một tình huống may mắn dành cho Sophie đã xử lý xong và có lẽ như anh đã tìm ra cách để... Đấu chấm hết dành cho Gukulin ở giải West Bowl Championship năm nay. Vâng, một xíu nữa thôi là viên bi 7 đã lắc lỗ. Pha đánh bi rất hồi hộp dành cho khán giả để đưa Mohamed Sophie vào trận chung kết của giải thi đấu năm nay. Vâng, tỷ số đã là 11-6 và xin được chúc mừng Mohamed Sophie đã là cái tên đầu tiên